Ôi, quả cái vườn đào rừng này của ông Hưng mới kinh điển này. Gốc đẳng cấp luôn. Đây chú quay luôn cây này dài 6 mét rưỡi. 6 mét rưỡi. Dài 6 mét. À, chiều bay đây gì? Bay độ bay của cây 6 mét rưỡi. Ủa, quả cây bóng cây đào cây cách thì đẳng cấp đúng không? Vâng. Ủa, cái loại cây này mà ấy thì nhờ cái loại cây này mà Tết mà ấy thì. Đấy, cả nhà có khoảng độ vài chục cây to. Đây, toàn vanh 120. Đấy, vanh to mà. Vanh 120 cơ á? Ừ, 120. Loại này. Đây, nhiều cây vanh này, cây này vanh cũng to này. Đấy, con này đường trườn của nó cũng đẹp. Úi dồi ôi. Đấy. Chú xem đường trườn, qua cái đường trườn nó. Kinh điển đấy ông Hưng ạ. Đây đang thiết kế bể này mà chưa biết này. Cái này cho bể mới hợp lý. Đúng rồi, bể bể. Chị quanh đấy. Đúng rồi, đây. Chị quanh. Đây là dáng bay chứ. Ừ, con này bay. Linh phong đón gió đó. Vâng, con này bay. Hai con bay đây, kinh nhỉ. Con này có ba con bay đấy. Con này mới kinh điển này. Con này thì nó dài, quá dài luôn. Con này rộng, quá. Nó rộng mênh mông luôn. Này mà tuốt hàng này hàng Tết. Cái này mà đặt ở cái nhà hàng nào ấy nó bò vào cái thùng vào ấy nó đẹp kinh khủng luôn. Con này hàng này chơi Tết thì kinh điển luôn ông Hưng ạ. Quá dã man luôn. Chưa đo mà không biết 120 kìa. Thế chỗ này là coi như là ấy à? Chỗ này coi như là vườn này là đào đào rừng hả ông? Bạn đào rừng mà. Cũng có đào thông nhưng mà đào thông nó ở chỗ khác. Đấy, mọi người đến ủng hộ toàn cây đặc đặc chủng. Dăm bẫm bụp buôn hoa đẹp. Đi vào chú cho mát đi. Đi đi. Vào vào đi con, vào đấy cho mát. Cái này mạnh này, xem con này này, đường trườn của thân này. Đường thân con này, nếu nó kiếm được những con đào rừng có những cái gốc như này, đường trườn thân này là hiếm. Đấy, nó tự nhiên. À. Đấy. Nó có độ lắc. Độ lắc, độ lắc, độ lắc. Độ lắc và gọi đầu voi đuôi chuột đấy. À, vâng. To nhỉ. Là nó thắt. Cái con này đường trườn của nó đẹp cực. Ừ, toàn hàng, toàn hàng bát đại luôn. Vanh toàn hơn trăm hết. Quá kinh điển luôn. Con này vanh nó cũng phải được tầm cỡ 150. Hơn 150. Vâng. Quá. Ừ, hơn 150. Quá khiếp. Vâng, to nhỉ. Hơn 150. Đấy, Tết chuẩn đấy, bị chuẩn Tết bị rồi. Bà con mà có nhu cầu thì đặt hàng sớm thôi. Ừ. Xuân Giáp Thìn. Giáp Thìn này. Giáp Thìn. Đấy, quý vị thấy không? Ông Hưng này là phải nói là quá là quy hoạch đấy. Năm nay con này không? Năm nay để thả, để sang năm này. Tức là năm nay lại nuôi không? Ừ, năm nay nuôi. Rồi, con này cũng đã xong chuỗi. Nó là một biển đảo cực nhiều luôn. Vâng. Quan trọng nhất là mỗi cái là giá cả nó cũng cực yêu thương luôn. Giá quá yêu thương rồi. Giá tại vườn. Ông Hưng này thì uy tín rồi. Chữ tín đặt lên hàng đầu rồi. Bán bằng tâm và tín. À, cây này cây song thụ ông Hưng ạ. Cây này song thụ đẹp lắm. Con này được chứ. Đúng không? À, con này chú vào vanh bao nhiêu. Con này to lắm. Con này mà lên bể thì kinh điển luôn. Nói chung là to con toàn. Quá ác. Yeah. Vâng. Bọn này toàn bọn ác. Chuyên loại đào rừng. Nhà có nó cũng bị hỏng mất nhiều, chết mất nhiều. Chết hỏng nhiều. Nhiều gốc to. Con chim năm bác bộ rồi sang năm mới chén nó mới bí đại. Đâu? À con này à. Cây này sang năm mới chén. Cứ năm nay không chén được nó yếu rồi. Năm nay không chén. Chén năm lấy gì mà chén. Hàng nhiều hàng ủ mưu đúng không? Ừ, để cho nó chất đẹp. Ngồi đấy nha con nha. Vào chú xem con bay này được không? Bay này cũng phải cho bể đúng không? Con này còn to hơn cả cái cây lúc nãy đấy. Cây lúc nãy ở đầu vườn.
Đầu vườn cây này bạn làm sao bằng cây đầu vườn? Thế á? Nó dài hơn to, không bằng cái kia là cái to dài hơn. Cái kia thân thịt nó đẹp hơn, lục lạc hơn, cây này thân thịt kém. Quá nhiều đào. Các loại vậy đấy, như vậy là từ ấy, từ giáng long rồi là bonsai các kiểu, gốc lớn bé to nhỏ, gốc cụ kia có hết các kiểu con này đều. Quá ác thật. Con này cũng được, con này lên trộm tròn. Con này nó lây đều. Vâng. Con này rơi vào chữ cũng đẹp, lộc phát phát lộc. Nói chung là đẹp, lá dày quệt. Vườn này của chú cũng rộng nhờ. Vườn này có 6 mẫu. 6 mẫu. 6 mẫu. Quá rộng chú Hưng ạ. Nhưng mà ở đây dồn đất vào trồng chú. Vâng. Quá gấu. À, xem mấy con năm phai. Mấy con năm phai. À, đào giáng long á. Long năm phai. À. Đây là con long này. Long này tiếp. Nhưng cây này tăng hơn gì. Đông đất cũng được. Đấy, phục vụ cho gọi là các kệ, các tầng lớp. Đúng không chú Hưng? Ừ, nói chung là tất tần tật mọi người đều chơi được. Vâng. Cả đào cành, đào cuốc, rồi đào thắp hương, thắp khói, có hết. Không thiếu một loại gì mà được. Đây này, khu này là khu long phai. Con này đỏ, con này đỏ. Hai con trong này phai, người ta. Con này phai. Đây, con phai này thân bệ kìa. Thân bệ. Ui, kinh điển đấy. Quá ác đấy. Phai nó lên khỏe hơn. Dạ. Đào đỏ nó lên nhiều. Quá kinh điển. Mà giá lại rẻ. Giá nói chung là cực yêu thương luôn. À. Chuẩn bị đón cái sân gọi là xuân giáp thìn không? Cực kỳ nhiều nhá quý vị nhá. 6 mẫu cơ mà. Thoải mái các loại đào có hết. Đấy. Một loại đào không. Hẹn là quý vị hôm nay là đúng mùng 1 tháng 9 âm lịch. Hẹn quý vị là 2 tháng nữa tuốt cành cho lên chậu. Lúc bấy giờ là về nơi tập kết. Tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn để quý vị lựa chọn những cây đẹp nhất về chơi xuân giáp thìn. Chỉ cầu mong quý vị được chơi một cái Tết thật vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc. Mọi chi tiết cứ liên hệ nhà vườn Phùng Hưng. Nhà vườn Phùng Hưng chứ không phải là hai ba Phùng Hưng à? Nhà vườn Phùng Hưng. Không phải nghĩa trang Phùng Hưng. À, đài hóa thân Phùng Hưng. Nhà tang lễ. Nhà tang lễ Phùng Hưng. Đấy.